Trong cái câu hỏi ở đây chúng ta thấy trong bài kinh này nó có hai phần, một phần là câu hỏi, một phần câu trả lời của Đức Phật. Cái gì trên đời này nè mà nó trói buộc, trói buộc chúng sinh, thì cái chữ trói buộc ở đây á, chúng ta thấy nó có cái chữ sampanthá. Thì cái sampanthá này nè, nó gợi cho chúng ta một cái chữ, đó là cái chữ tôi đánh không có được nha, tại vì tôi khi đi lại đó tôi đánh được cái chữ sampanthá. Sampanthá ở đây đã thì nó gợi ý cho mình một cái chữ, đó là cái chữ bao. Tiếng Mỹ bao nó có nghĩa là bao, tiếng Mỹ là b-o-u-n-d, chữ b bà đó, chữ b đó, d-o, yes, đúng rồi đó. Thì các bạn thấy nó có cái chữ, nó có cái điểm giống giống nhau, tức là một bên là sampanthá mà nó từ cái chữ, nó từ cái căn là bách sát tí, là trói cột, là trói cột, cái tâm thái gọi là bách sát tí, là trói cột. Thì nó nhìn cái dạng nó heo heo như là tiếng bao trong tiếng Mỹ gì đó, có nghĩa là cũng là trói cột, trói cột. Tại sao khi tôi giảng mà tôi lại đi tìm một cái chữ đương đương như vậy làm chi? Là bởi vì tôi muốn có người nhớ cái từ tali, tôi muốn có người nhớ thêm một cái từ tali, chỉ vậy thôi. Chữ sâm tâm thái rất là thường thấy, chữ tâm thái tí gọi là sâm tâm thái tí, thì nó rất là thường thấy. Mà thường với trong kinh mà chưa hết, trong nó còn một chữ nữa, đó là cái chữ tâm thú. Tâm thú nó giống chữ sâm tâm thái vậy đó, rất là dễ viết. Cái vị viết, các bạn thấy cái chữ sâm tâm thái hay không, thì cái vị viết dùng tôi cái chữ tâm thú. Chữ tâm thú giống như chữ tâm thái vậy đó, mà đây là có chữ xăm là ghê, không có chữ xăm. Rồi. Cái chữ tâm thú thì nó có nghĩa là bà con, nó có nghĩa là quyến thuộc. Có nghĩa mà nó cái chữ này nó lại gợi cho mình một cái chữ nữa trong tiếng Mỹ, đó là cái chữ relation và cái chữ relative. Tại sao mà tôi không giảng thẳng như kinh mà tôi lại dắt tôi đi vòng vòng rồi cảm ơn. Rồi tại sao mà tôi chắc đi như vậy, bây giờ tôi giải thích nè. Cái chữ tâm thái là cái sự trói cột, trói cột mà mình thấy trong tiếng Mỹ được cái chữ bao, cũng như là trói cột. Như vậy thì mình nhận quá chữ bao mà mình học được thêm chữ xăm tâm thái trong tiếng Tali nha, đó là một cái. Rồi thứ hai đó là cái chữ tâm thú của bà con. Bà con làm sao? Bà con đó là cái người mà đối với mình nó có cái gì đó nó ràng buộc. Ràng buộc về cái gì? Ràng buộc về máu mủ, ràng buộc về tình thân, về tình cảm nha. Thì từ chỗ đó cho nên cái chữ tâm thác tí là trói cột, mà cái xanh tâm thái này là cái sự ràng buộc hay là cái sự truyền thừa. Mà tâm thú là quyến thuộc, cũng giống như trong tiếng Mỹ đó, cái relation đó có nghĩa là cái sự liên hệ, mà relative có nghĩa là bà con đó. Tức là mình chỉ học một cái chữ xanh tâm thái thôi là mình có gì nha, từ cái chữ tâm thái mình học thêm cái chữ tâm thú nha. Rồi mình còn học thì mình có gì mình ôn lại một chữ âm chữ Mỹ nữa, đó là chữ bào. Tuy nó mắc nối gì nhau hết nhưng mà tại sao hình dáng cái mặt mũi nó giống nhau như vậy, mình không liên tưởng mình để mình nhớ cho nó dễ. Rồi để giúp cho quý vị nhớ, tôi mới mượn ra một chữ khác, nó không quan hệ gì hết, đó là cái quan hệ giữa chữ relation và chữ relative. Một cái là cái mối quan hệ, một bên là bà con. Bây giờ các vị có thấy lý do tại sao mà tôi dắt tôi đi xa như vậy hay chưa? Rồi bây giờ cái gì mà nó ràng buộc đời, thì ở đây ngài giải thích là cái chữ năm bí là hỷ nha. Cái máy này có vấn đề chính hỷ, cái chữ hỷ đây tức là chính năm bí. Thì các vị làm ơn, các vị vào trong cái kinh chuyển pháp luân ấy, các vị vào trong kinh chuyển pháp luân ấy, thì cái phần mà giảng về cái tập đế đó nghe, cái phần giảng về cái tập đế, thì các vị sẽ thấy trong đó Đức Phật ngài định nghĩa cái chữ ái đó bằng nhiều cái từ đồng nghĩa khác nhau, bằng nhiều cái từ đồng nghĩa, mà đặc biệt là trong đó có chữ năm đi ra ga nhà tất cả kinh năm đi đi, thì cái điểm năm đi đây có nghĩa là chỉ cho tha mái đó, năm đi là thích, năm đi là thích.
thích. Thì có rất là nhiều lần trong những khi nói hay những khi viết, tôi nói đi nói lại một chuyện đó là trong đời sống người đó, mọi sự trong đời sống của con người, mọi sự nó được diễn tiến, nó vận hành, nó hoạt động là từ một cái chất nhựa sống, giống như máy bay, xe mà nó chạy này có xăng hoặc cây cối đó, nó tồn tại được là nhờ một cái chất nhựa sống, những cái dưỡng tố từ trong lòng đất. Thì cái con người của mình, mọi hoạt động của mình ấy, mọi sinh hoạt của mình ấy, từ sự nghiệp lớn lao cho đến những công việc nhỏ xíu thường ngày, như là mình dọn nhà, dọn dẹp nhà cửa chỉ nhỏ xíu như vậy thôi, mang giày, mang dép, mặc áo, quần, y phục, thì những chuyện nhỏ xíu như vậy đó nó cũng được bắt đầu, nó được lấy cái sức sống để dẫn đến những công việc đó, nó phải bắt đầu từ những ý muốn chỉ nhỏ xíu như vậy đó. Thì cái nguồn động lực của nó đó, cái nguồn sinh lực của những công việc đó là phải từ cái ý muốn được rồi đó. Mà nếu mà chỉ muốn không đó thì chưa đủ, thứ nhất là không muốn không làm được, mà nếu mà muốn không còn chưa đủ, nó còn phải có cái thích nữa. Nó phải có cái thích. Thí dụ như bằng chứng mình thấy đàn ông đó, người nam ấy cũng ăn mặc như người nữ vậy đó, ăn mặc đây nghĩa là cũng trên áo dưới quần vậy đó, nhưng mà trong cái chuyện mà ăn mặc cái người nam đó chỉ muốn mặc chứ còn gọi là thích đó. Thích mình nhiều như người nữ thì không, chỉ cái đàn ông chỉ có muốn nhiều trong cái chuyện mà trang phục áo quần nón dép đồng hồ mặt kính vân vân, thì ở đàn ông nó muốn nhiều hơn là thích. Muốn là sao? Muốn là nghĩa là khi mình sắp đi ra ngoài mình cũng muốn mặc cái này, muốn mặc cái kia chút gì nó đi ra đường đó, mình đâu có mặc đồ ngủ được, cho mình cũng vẫn phải mặc này mặc dưới này, nhu cầu nhiều. Nhưng mà ở người nữ thì nó có cái năm đi, ở đây tôi nói nó là năm na vậy đó. Cái năm đi là sao? Là vui thích được cái này cái kia, thì chính từ cái chỗ cái vui thích đó mình mới có cái hào hứng, nếu có cái hào hứng để mình làm chuyện này chuyện nọ. Thì trong cuộc luân hồi cũng vậy, mình càng có nhiều cái hào hứng, mình càng tìm thấy được nhiều cái niềm thú vị trong cái này cái nọ, thì mình mới có cái đầu tư. Và chính vì có cái đầu tư trong cái chuyện này chuyện nọ đó thì nó mới có cái đường để mình đi luân hồi chứ. Như mình thấy, tôi nhắc lại cái chuyện mà quý vị nghe rất là vui vui, đó là trong cái chuyện trang phục áo quần đó, là mình phải có cách thì mình mới đi shopping. Rồi có đi shopping á thì mình mới là trung tủ mình mới có nhiều đồ chứ. Chứ còn có những người là cứ tiệc tùng rồi hay là đi làm công sở, lên chùa, lên miễu đi thăm bạn bè, thì trước sau là chỉ có một hai bộ tượng trưng người thơ, như đồ không có nhiều. Phải có cái thích thú trong đó thì đồ đã mới nhiều. Đời sống cũng vậy, đời sống mình muốn ràng buộc cái đông dòng sinh tử thì mình phải có cái thích. Thì chính cái thích mới dẫn đến cái đầu tư, chính cái thích nó mới làm cho mình chịu khó. Chính cái thích mới làm cho mình chịu khó mình đi kiếm tiền. Thì đây chính là cái lý do mà Đức Phật mình trả lời chính hỷ, chính cái hỷ ái đó. Cái năm đi thì là dịch là hỷ ái nha, chính hỷ ái đó là cái sự dây trói buộc cuộc đời là chỗ đó đó. Tức là không có cái thích thì không làm ăn được gì hết, nhưng mà cái thích nó phải gắn với cái vui thú, cái thú vị, cái hào hứng. Thì chính cái này nè, nó thật sự là nó ràng buộc, nó trói con chúng ta vào với cuộc đời. Rồi cái thứ hai nữa, nó là cái tắc cái vi cha đó nè. Làm sao? Ở trong chú giải có nói rồi, ở đây đó, đây đó là tuy chỉ nói là cái tắc cá thôi, nhưng mà phải tính theo là cái vi cha đó nó đi một cặp. Nhưng mà ở đây chỉ nói một, mà phải hiểu là hai nha. Và biết cái vị giảng lục đại kinh kinh ấy, tức là sáu bài kinh mà Đức Phật người đã chọn để mà giảng trong cái đêm mà đại hội thiên chúng á, thì trong đó có cái bài kinh dành cho cái người mà nặng về xin lỗi, nặng về cái tấm tầm á, mà trong đó tôi dịch là đản tính. Đản tính thì cái chữ viết tắc cá đây là sao, có nghĩa là lăng xăng. Cái hiểu đây nghĩa là lăng xăng, chứ mình đừng có hiểu cái nghĩa là hạn hẹp ở trong chi thiền, mà chữ viết tắc cá đây là lăng xăng là sao, có nghĩa là chụp cái này buông cái kia bắt cái nọ, chụp cái này buông cái kia bắt cái nọ, chụp cái này buông cái kia bắt cái nọ. Bản thân cái chữ viết tắc cá này nó không có đủ để nói thiện hay ác,
Nhưng mà chính cái sự lăng xăng buông cái này bắt cái kia đó đó, nó mới làm cho chúng ta phải xài cái chữ lưu lạc, cái sự lưu lạc nơi này chốn nọ trong cái cõi trần luân. Lúc tôi thích cái này lúc thì cái thích đó là tha mái đúng, nhưng mà cái khuynh hướng đó, cái khuynh hướng mà hướng với cái này, hướng với cái kia, nhìn với cái này, nhìn với cái nọ, cái lăng xăng đó dẫn tới cái chuyện mà đi trầm luân, trầm luân chỗ này chỗ nọ. Còn cái chất mà trói cột đó, cái chất keo hay là cái nhựa sống đó, chính là ái. Nhưng mà chính cái thái độ tâm lý lăng xăng của mình đó, không bờ bến của mình đó, nó đưa mình trôi dạt từ cái bến bờ này sang cái bến bờ nọ. Cái biết tắt cá đây nó có nghĩa là như vậy đó. Mà đây nó bao gồm luôn cả tứ, nó bao gồm luôn cả tứ nữa. Thì chính vì do cái lăng xăng này nè, nó mới dẫn mình đi chỗ này chỗ kia. Các vị có thấy cái chữ Vicharanang, Vicharanang có nghĩa là cái sự lang thang, sự lang thang, lang thang. Cái chữ này nếu mình có thời gian nói ra rất là nhiều thứ. Thí dụ như mình thấy đọc sách, cái giới học giả đó, người ta đọc đó, thì người ta có cái đề tài rõ ràng. Thí dụ như trong thời gian nào đó người ta tập trung đọc một cái đề tài đó, để đọc chuyên sâu, đọc chuyên sâu chứ không đọc lang thang nha. Rồi đi du lịch cũng vậy, có những người đi du lịch họ có bài bản, họ đi du lịch có chương trình, thì có các plan rõ ràng lắm. Ví dụ như họ muốn tìm hiểu về văn hóa Nam Mỹ thì họ chọn trong suốt thời gian đó 1-2 năm thì vậy đó, họ dành cái thời gian đó đi tìm hiểu ở các cái xứ Nam Mỹ. Rồi có lúc họ chuyển và họ nghiên cứu về châu Á thì họ tập trung và đi về mấy xứ châu Á trong mấy năm trời như vậy. Tại sao tôi đem chuyện đó ra, tôi nói ở đây tôi muốn nói là ngay cả cái chuyện đi chơi á, và cái người có bài bản cũng khác cái người không có bài bản. Cái người không có bài bản thì họ bị cái tình trạng là lăng xăng á, là thấp đầu đi đó, rốt cuộc là họ mất cả năm mấy năm đầu đi, năm nào cũng đi vacation hết, năm nào cũng đi hè, năm nào cũng đi du lịch hết, nhưng mà không có một cái biết nào chuyên nhất. Về điểm này chúng ta phải học ở tụi Tây Phương. Người Tây Phương họ hay lắm. Khi mà họ đi, họ có đi như mình đâu nha. Theo tôi biết đó, ví dụ như họ đi đến Việt Nam chẳng hạn, họ bỏ ra một thời gian, họ lặn lội trong rừng, trong núi, họ đi tìm hiểu Việt Nam cái hang động nào dài nhất, rồi họ tìm hiểu cái sinh hoạt nào mà đáng kể của người Việt Nam, mình những người mà thiểu số chẳng hạn như người Tây ấy, đặc biệt là Pháp, họ giỏi cái đó lắm. Họ bỏ ra biết bao nhiêu công sức thời gian để mà họ vô trong cái bản làng của người dân tộc thiểu số như người Thượng, người Ê Đê, người Hơ Mông, người Gia Rai, để họ học những thứ nhạc cụ mà coi như đã thất truyền từ lâu. Họ ngồi họ học rồi họ mới là sao chép cái hình thức chế tạo những món nhạc cụ đó ra làm sao, rồi đem máy móc cho họ ghi âm những cái âm thanh. Khi họ về xứ rồi đó, họ có thể dựa vào những cái thức phim đó để mà họ chơi lại cho giống, rồi họ muốn nghe là những âm nhạc, những cái âm thanh đó thì họ vẫn có thể mở máy để họ nghe. Mà tại sao tôi nói chuyện đó ở đây, tôi mới nói rằng chỉ riêng đi chơi mình chơi bài bản á, đi chơi mình không thể kiểu lăng xăng của mình á, thì lỡ người Tây, người Mỹ, người Pháp, người Anh viết, người ẩm thực Việt Nam, họ có thể viết thoải mái lắm, bởi vì họ tìm hiểu tới hôm nay đánh trống. Còn mình đi chơi cái lăng xăng chạy qua tàu giúp, chạy qua được chút, ví dụ như là mình đi dưới cuộc những cái hiểu biết của mình, những kiến thức của mình, nhưng mà về những cái chỗ của mình nó từng đi qua nó được bao nhiêu hết. Các vị thấy không, chỉ riêng những chuyện người đi đó thôi, chỉ riêng chuyện ăn uống, chỉ riêng chuyện du lịch không, thì cái lăng xăng nó dạy dẫn về đâu hết. Mà tại sao trong cuộc đời này mình trôi dạt, mình lưu lạc rất là nhiều nơi, là bởi vì sao? Là vì tấm lòng luân hồi đó, là bởi vì mình không có chỗ tập trung. Mà chính vì không có tập trung nên cái luân hồi mình không có bài bản. Còn bộ trái lại khác, những cái vị mà có cái trí tuệ, những vị có phước báo, những vị mà đường luân hồi của họ nó có bài bản lại khác. Họ hành thiền, họ tu thiền, họ đặt thiền, và sau rồi phẩm thiền. Từ khi nào từ phẩm thiền họ sanh xuống đó, sanh xuống khổ dục đó, thì họ lại dành thời gian đó họ tu tập ba la mật. Ngay cả cái chuyện mà họ tu thiền với phẩm thiền nó cũng nằm trong cái plan của họ nha, nằm trong cái sự sắp xếp của họ. Và từ trên đó họ trở xuống phải làm các công đức như bố thí, rồi trì giới, rồi phục vụ, rồi nghe pháp, rồi đi xuất gia vân. Rồi cái nào họ về thì phẩm thiền họ về tránh bằng cách là tu thiền, còn không họ trở lại làm việc công đức. Cho nên cũng liên hệ như nhau mà suốt
bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu tháng kỳ trôi qua thì người ta đã thành Phật hết, người thành Phật Ca Diếp, người thành Phật Thích Ca, người thành Phật Di Lạc sắp sửa rồi. Còn riêng mình thì sao? Thì tới bây giờ chỉnh chẳng ra cái gì hết, bởi vì mình đi tắt cái trà ra nè, đi lang thang không có bài bản gì hết. Chính từ chỗ đó đó mới dẫn đến cái chuyện là chúng ta sanh tử luân hồi nha. Rồi cái thứ ba, cái thứ ba đó là do đoạn trừ cái gì đó mà các tiền phương đã được đoạn diệt. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là trong đây Đức Phật có dạy chữ ái nha, do diệt trừ ái, do là tâm hà, do quyết tâm hà, nì nè. Mà chính từ cái diệt trừ ái rồi đó, thì tất cả những cái sự trói cột ấy, tất cả sự trói cột nó đều cũng đều tháo theo. Thì trong kinh trong phim Tàu mình coi, mình thấy có một câu thế này nè, là muốn tháo dây ấy, thì phải đi tìm cái người cục cục dây, muốn mở, muốn tháo mà mở cái thắt rút đó, thì phải đi tìm cái người mà cột cái thắt rút đó. Ở đây cũng vậy, mình giải quyết vấn đề ngay từ cái gốc, ngay từ cái gốc. Chính vì mình còn thích chỗ này chỗ kia cho nên mình mới có cái trầm luân sinh tử. Chính vì mình còn có cái lang thang, có cái lăng xăng ấy, thì nó mới dẫn đến cái sự trầm luân. Bây giờ mình cắt cái thảm án rồi thì không còn cái gì hết. Tôi nhắc lại một lần, nhắc lại lần nữa, lần thứ 1 tỷ, đó là cái câu này tôi nghĩ là rất là quan trọng này. Tất cả sự có mặt trên đời này của chúng sinh là đều do tham ái mà ra. Nhưng mà cái đó là cái câu mà tôi muốn nói ở đây, cái câu đó ai cũng thuộc lòng hết. Nhưng cái câu thứ hai này, những gì mà mình thấy nó là hay ho, nó là ngọt ngào đó, thực ra nó có một cái nguồn gốc rất là trẻ con và rất là đáng buồn. Vừa trẻ con và vừa đáng buồn cái chỗ này, do nghiệp thiện ác đời này đời khác thế của phàm phu, cho nên chúng ta mới bị đẩy xô vào những hoàn cảnh khác nhau. Tôi nói có thể nghe kịp không? Do các nghiệp thiện ác cho nên chúng ta bị xô đẩy vào những hoàn cảnh khác. Đó là tôi quý, tôi nói rất là chậm nha. Do nghiệp thiện ác nhiều đời, chúng ta bị xô đẩy vào những hoàn cảnh khác nhau. Và ngay ở trong những hoàn cảnh đó, trong những môi trường đó, tự nhiên chúng ta phải thích cái này, phải ghét cái nọ. Tôi ví dụ, đã ví dụ 1 tỷ lần rồi. Do cái nghiệp là đẩy tôi về châu Phi, do nghiệp bỏng sẻ nè, rồi cộng với nghiệp sát sanh nè, cái nghiệp hành hạ chúng sanh khác, tôi phải đi về châu Phi. Tôi bị sanh về châu Phi đang chi đặng cho tôi bị ốm đói ha, rồi từ cái ốm đói nó mới sanh ra cái bệnh hoạn và sanh ra cái yểu thọ nha. Rồi từ cái chỗ tôi sanh về làm người châu Phi á, mới lầu ra cái chuyện là tôi thích những cái chuyện rất là kỳ cục, nghèo quá mà. Cho nên cái chuyện mà ăn côn trùng, rồi ăn ếch, ăn ngái, ăn chuột, ăn rắn, nó mới có chỗ. Mà thật ra cái chuyện mà ăn rắn, ăn ngái cái đó nó không phải là cái hay ho gì hết. Mà lý do duy nhất là do cái nghiệp của tôi, cái nghiệp bỏng sẻ, cái nghiệp sát sanh, nó mới đẩy tôi về cái chỗ đó. Rồi khi sanh về đó thì tự nhiên tôi phải sống thế ở đó chứ. Cho nên tôi mới thấy cái này cái kia đó nên là hay. Tôi yêu những cái sa mạc, những vùng đất cằn cỗi mấy trăm cây số vuông chỉ có 1-2 cái cội cây không lá nha. Tôi yêu được những cái gò mối, tôi yêu được những con sư tử, những cánh đồng cỏ cháy. Tôi yêu những buổi trưa hè nắng 40-50 độ. Tôi yêu những cái vũng nước mà trâu với người uống chung. Tôi yêu những cái vũng nước mà mình đặt chân với nó mình sẽ bị những con dung, những con sáng nó mới chuyện chung như cái lỗ chân lông của tôi đó, chung như da của tôi, nó làm cho tôi bị bệnh. Tôi yêu cả những cái món ăn rất là kỳ quá, như tôi thích ăn vỏ cây, ăn rễ cây, ăn những thứ đắng chua chát hôi hám mà tôi vẫn phải ăn. Tại sao? Tại vì tôi xăm liền cái thứ tôi thích cái đó. Tôi thuê những người con gái châu Phi da đen bóng, hàm răng trắng nhởn, tóc thì gác đắng mà tại sao? Vì tôi là người châu Phi đã. Cho nên cái chuyện nhắc lại cái này, do các nghiệp thiện ác nhiều đời, tôi bị đẩy xô vào những hoàn cảnh khác nhau, và chính là những hoàn cảnh đó
tôi nó thích cái này cái nọ, do sân làm người Ý tôi nó thích ăn pizza, tôi nó thích ăn spaghetti, do sân về làm người Pháp cho nên tôi nó thích ăn đồ ăn của Pháp, ăn gỏi ngựa, ăn phô mai dồi, uống rượu Pháp, rồi xài nước hoa Pháp, ăn mặc như người Pháp, rồi do cái người nó đẩy tôi về xứ Mỹ cho nên tôi cũng ăn uống như là người Mỹ. À, rồi tôi tưởng cái đó là hay, tôi tưởng cái đó là hay, ăn mặc như người Mỹ tôi tưởng cái đó là hay, nhưng thật ra đó tại sao tôi thích cái đó là do cái nghiệp nó đẩy tôi về Mỹ cho nên là bắt buộc tôi phải như vậy. Cho nên những cái thứ mình thích đó làm đó có nhiều lý do đó, một là do tiền nghiệp, thứ hai là do môi trường sống hiện tại, và cái thứ ba đó là tại là cái khuynh hướng tâm lý của mình. Mà khuynh hướng nó ở đâu nó ra là do cái tập khí sinh tử mình quân tập nhiều đời, mình từng sống nhiều đời ở những nơi giống ba hết, thì cái mình gieo chủng tử đủ loại hết á, mình gieo chủng tử của cái loài cọp bê ăn thịt, mình gieo cái chủng tử của loài trâu bò ăn cỏ, mình đã gieo rồi. Cho nên bây giờ cái nghiệp nó đẩy về đâu mình cũng cứ thọ đâu, cứ móc ra là mình có đồ nghề xài liền là chỗ đó đó. Nếu mình biết thì cái đó mình thấy ớt. Chẳng hạn như tôi rời Việt Nam năm tôi 30 tuổi, tôi đâu còn nhỏ nữa, nhưng mà khi tôi sống nhiều năm ở bên Mỹ, từ tôi cứ do hoàn cảnh đó, nó đẩy xô tôi có những nhu cầu, rồi từ cái nhu cầu đó nó nảy ra sinh ra những cái sở thích. Tôi ví dụ như ngày trước trở lên nước, tôi đâu có đã không có điều kiện nào mà để tôi đi lại nhiều như bên đây, rồi từ cái đó cho nên tôi đâu có quan tâm đến những cái ba lô đeo lưng hay là những cái vali mà kéo tôi đâu nghĩ, là do hoàn cảnh sống bây giờ. Rồi tự nhiên khi tôi đi đúng nhiều, tự nhiên tôi mới quan tâm, tôi nhìn cái ba lô, nhìn cái ba lô hoặc là nhìn cái vali tôi để ý, mặc dù tôi đâu có xài nhiều nhưng mà tự nhiên nhìn nó thích, thấy cái này tiện này, cái này tiện, cái này nhiều ngăn này, cái này tốt này, chắc này, cái này dễ giặt này, cái này không có bị bể, không bị nứt này. Rồi từ từ nó dẫn riết cho đến bây giờ các vị biết, tuy nhiên những cái chỗ mà Mỹ nó có cái kiểu là cái Sport Authority, những cái chỗ bán đồ thể thao, ngay cả vì nó lên đến mức rồi, những chỗ bán đồ mà đưa đồ camping, đồ fixing, tôi đâu có đi câu cá, nhưng mà phải nói có rất là nhiều món đồ của người câu cá mà tôi rất là thích. Những cái dụng cụ, những cái áo mà cho người câu cá nó rất là nhiều túi, và người câu cá họ có những cái thùng bằng plastic bên dưới họ để mồi, hoặc là để cái này cái kia, rồi họ đẩy cái nắp lại, mình sẽ để cái ghế để họ ngồi, thì chính vì những cái lúc chúng rồi đó mà mình ở lâu nhà đó thì mình thích, nó tiện cho mình, sắp mình gần một cái thôi là đủ rồi. Ví dụ như vậy, là mình thích những cái cooler của người Mỹ họ hay dùng để đựng nước đá. Thì tại sao tôi thích những cái đó là do hoàn cảnh nó đẩy đưa tôi. Dạ ha. Cho nên tôi tút lúc kết bài kệ này, một điểm đó là do có thích thú cho nên là mình mới bị ràng buộc vào cái đời, do cái lăng xăng, do cái khuynh hướng, do khuynh hướng sống không có plan, không có cái plan không đích, cho nên chúng ta mới lang thang trở về chỗ nào. Và một khi đã cắt bỏ được cái ái đó thì chúng ta cắt đứt mọi sự trói buộc trong đời, và từ đó chúng ta không còn bị lang thang nữa. Và chỉ riêng cái chữ tham ái chúng tôi đã giải thích như nãy giờ, tham ái là mình thích, và tại sao mình thích là cái này nó tạo ra cái kia, do tham ái tạo ra các nghiệp, rồi từ các nghiệp nó mới tạo trở lại các kiểu tham ái. Đó là liên hoàn, đó là như vậy. Cái ông này ở ngư dân kia là chỗ đó. Ok, thì tôi xin về bài kinh thứ hai nghe đây. Bài kinh này là bài kinh này là một những bài kinh mà gần như không có cần nghe giải thích thì các vị cũng có thể hiểu, cũng có thể hiểu tức là cuộc đời này nó bị cái gì. Tôi dịch theo cái chữ là Minh Châu thôi nhé. Cuộc đời này nó bị cái gì, nó bị cái gì áp đảo đó, nó bị cái gì bao phủ. Thì đây bốn cái mình thấy cái nào mình cũng hiểu hết. Thứ nhất á, là tôi phải nói trở lại nữa là cái câu hỏi này nè, nếu mà ở một trường hợp khác thì Đức Thế Tôn chắc chắn là có câu trả lời khác, nhưng cái quan trọng nhất là trả lời gì đi nữa nội dung cũng giống nhau. Giống nhau những cái cách trả lời thì nó khác nhau.
cách nói đó, chữ nghĩa để gần nhau. Thì ở đây Đức Phật người dạy rằng là dầu muốn dầu không thì một ngày cũng qua, dầu muốn dầu không ta rồi cũng già, chuyện xưa ngày cũ như ngán mây qua. Là chỗ này dầu muốn dầu không thì một người ăn mày hay là một vị hoàng đế thì dầu muốn dầu không cũng sống ở trong cái cõi chết. Dầu muốn dầu không chúng ta vẫn phải có mặt trong cõi chết. Chúng ta có sướng cách mấy, chúng ta có khổ cách mấy, vinh cách mấy, nhục cách mấy, giỏi cách mấy, dở cách mấy, khôn cách mấy, dại cách mấy, thì cuối cùng người thì ai cũng xuôi tan mà đi. Mấy hôm nay tôi theo dõi cái tin tức chuyện chiếc máy bay của Mã Lai bị rớt, nhìn mấy cái hình ảnh thấy kinh hoàng, phủ vàng mà thấy chuyện đời đúng là phù phiếm. Mình nhìn thấy những cái vali, những cái ba lô, những cái món đồ của hành khách trên máy bay, chắc chắn là trước khi mà họ đi lên máy bay đó, thì đó là những cái món đồ đó, hầu hết đó, đó là những món đồ mà họ rất là thích, những món đồ rất là tâm đắc. Họ mua cái để mua với sự lựa chọn, mua với sự thích thú, thú vị, hào hứng, mua để chuẩn bị những chuyến đi xa, để rồi cuối cùng thì sao? Họ một nơi mà những món đồ nó một nẻo, mà họ mình còn sống, ai đụng cái túi đồ của mình đâu có được, đâu ai đụng có được. Bây giờ thì thôi, họ lục lạ, họ muốn lấy gì họ lấy. Thì từ đó nó dẫn ra một cái chuyện buồn đó, mình thấy cách đây không có lâu, một hai năm, hình như năm ngoái rồi phải, có một chiếc máy bay nó rớt ở bên Miến Điện, mà coi như đó là không mất một sợi tóc. Phải nói như vậy, người dân Miến Điện họ gom hết, họ đem vô cái chùa, ở đây một cái chùa đó, hoa đồng mình bây giờ biết đầu đạc rồi đấy, mà sao nó bị nắng mưa nó hư sao? Họ đem hết từng món, họ đem là trách hết rồi trong cái chùa, rồi sau đó hành khách tới nhận diện, lúc mà dĩ nhiên chúng ta đang có trách ai hết, nhưng mà tôi muốn nói rằng là đầu đạc nó mất, cái hay ở đây là tôi muốn nói là đầu đạc nó mất, có nghĩa là cứ tới chùa mà lấy. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Rồi trong khi đó thì mình thấy bây giờ là chết hết rồi thì có những cái gì cũng buông. Cho đến đây đó là cái chết đã áp đảo cuộc đời là chỗ đó đó. Một khi muốn rồi đó, một khi mình tới tuổi già rồi đó, một khi tới tuổi già rồi, hoặc có những người chưa kịp già nó cũng phải chết. Cái chết lúc nào cũng treo lên lên cái đầu của mình hết. Mình giống như những người tử tù. Hồi đó thì mình cứ nghĩ tử tù là cái người nghĩ tử tù là cái người bị kết án tử, chứ còn mình đâu có phải là tử tù hả? Mình có thể sống tới 80-90 tuổi nghĩ mình mà có thể, nếu mà không có bị trọng bệnh nan y, không có bị tai nạn bất hạnh thì mình có thể sống lâu, mình cứ tưởng như vậy. Nhưng mà không phải, chúng ta xét về cái mặt mà bất chấp cái đời sống thì từng người trong đây có thể là những tử tù, có thể bị lo ra bắn mà bắn bỏ bất cứ lúc nào. Đang ngon làm như vậy mà chỉ cần bác sĩ phán mà làm người ung thư cái là xong. Tôi bị nhớ Thanh Toàn đó. Thanh Toàn là con của nhạc sĩ Nhật Trường đó, khỏe mạnh mà người nhanh nhạy lanh lợi. Mà trong khi đó đừng một cái là bị bệnh, mà tôi đọc báo thì tôi được biết là ông cũng không biết bị bệnh nữa chứ. Ông về Việt Nam, ông đi bị tai nạn xe rồi mới chở vô bệnh viện, rồi nhờ chở vô bệnh viện đó, thì người ta mới nhân cái dịp đó người ta phát hiện là bị ung thư đó, nó đau như vậy đó. Mà cái bệnh ung thư ngày nay đó thì chúng ta có tới 100.000 lý do để bị ung thư. Thức ăn, thứ hết là thức ăn đó ra. Thức ăn đó là ngày xưa, thời xưa là mình sống ăn toàn đồ bio, toàn đồ organic, cái cơ hội mà bệnh hoạn nó ít hơn bây giờ. Và bây giờ mình ăn toàn là phần lớn là những cái đồ đã qua chế biến, có sự can thiệp của cơ khí, công nghiệp, máy móc, các loại hóa chất độc hại. Đó là đồ ăn của mình đó, đồ ăn đó, đồ uống, rồi cái gì nữa, đồ cái dưỡng khí mà mình hít thở mỗi ngày, nó cũng có cái sự tác động không ít, không nhỏ từ những cái đời chung, từ những cái làn khói công nghiệp. Thì cái điều đó mình thấy đời sống mình bây giờ nó rất là mong manh á. Tức là đời nào mỗi đời có hồi xưa đó là mong manh, là vì cái điều kiện khoa học, điều kiện y tế nó không có tối tân như bây giờ.
Còn bây giờ nó mong manh là bởi vì có quá nhiều, chúng ta có quá nhiều cái cơ hội chết thôi. Ngày xưa đi bộ, đi xe ngựa, xe bò, xe đi làm sao có tai nạn giao thông. Còn bây giờ thì trên trời có máy bay, dưới đất có tàu thủy, có phà, có thuyền, rồi trên bộ thì có xe cộ, xe hai bánh, xe bốn bánh, thì cỡ nào chúng ta cũng có thể chết hết. Cuối cùng tính toán cho nhiều, cuối đời cũng là một lần xuôi tay thôi. Cái thứ hai đó là già, nếu mà không có chết sớm thì chúng ta còn phải trải qua tuổi già, đó là chuyện bắt buộc. Cái kim sợi chỉ, cái áo đôi dép là cũng phải có lúc nó cũ đi, thì nó chỉ là cái mạng của mình. Mà chúng ta học khoa học chúng ta biết rồi, cơ thể mình nó già đi trong từng phút. Nếu mà từng phút nó không già thì làm sao mà một đứa bé mà nó có thể thành ông già 90 được? Em nó ngủ rất là nó già liền hay sao? Nó phải có sự chuẩn bị chứ. Sự chuẩn bị trong bao lâu? Chuẩn bị trong mấy chục năm. Trong mấy chục năm nó cứ rề la 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 mà từ đâu nó ra, những cái ra từ đâu là do sanh tử luân hồi. Có sanh thì phải có già, có chết. Thì ở đây Đức Phật thì nó tha mái, nó giống như là tha mái, nó giống như là cái mũi tên, chữ sanh đó, cái chữ sanh đó là mũi tên, chữ sanh đó đây là mũi tên, sanh đó là mũi tên. Các vị có nghiên cứu hoặc là có đọc sách báo hoặc có nghe nói hoặc có coi phim, không biết các vị có nhớ bên thần thoại Hy Lạp á, nó có cái vị nữ thần tên là mình là Venus. Thì cái hình ảnh mà vẽ bà Venus là có hình một cái thiên thần nhỏ tay cầm cái mũi tên. Thì hãy cái đứa mũi tên, cái ông tiểu thiên thần mà ông bắn mũi tên nó trúng cái cặp nạ, trúng cái người nào thì coi cái người đó fell in love, là phải lòng ai đó liền nghe. Nếu các vị còn nhớ cái hình ảnh đâu, tức là Venus là một nữ thần rất là đẹp à, từ mà nàng ngồi ở đâu, nàng đi ở đâu thì bên cạnh nàng lúc nào cũng có một cái vị tiểu thiên thần nhỏ rất là dễ thương lắm, bụ bẩm kháo khỉnh lắm, trên lưng có cái cánh nhỏ, trên tay cầm một cái cung cũng nhỏ xíu, mà dư với cái cung nó nhắm bắn trúng ai thì người đó coi như là phải lòng một người khác. Mũi tên nó là mũi tên tình ái, rồi từ đó nó mới nảy sinh, nó mới nảy ra cái sở thích mà mình thấy mình phải xăm, người ta xăm nó là cái gốc để nó ra cái hình xăm. Mà trái tim người bị mũi tên xuyên qua đó, thì cái đó là nó bắt đầu từ cái điển tích của Hy Lạp, đó là nữ thần Venus đi đâu cũng có một đứa bé, một tiểu thiên thần đi theo, thì nàng chính là biểu tượng của tình yêu. Thì nó là có một cái trường hợp ngẫu nhiên nhưng mà thú vị ở đây, đó là tụng kinh Đức Phật về cũng dài cái tham ái nó giống như mũi tên vậy đó. Và có một chuyện chúng ta khó tin, đó là những gì chúng ta ghét á, nó ít có làm khổ chúng ta hơn là những gì chúng ta thích. À, đây là cái chuyện mà người có người tu Phật, tin Phật, có hành trì, có thực tập thì mình có duyên để mình thấm cái đó. Tức là tôi nhắc lại, cái gì mình thích đó, nó thường làm cho mình khổ nhiều hơn là những thứ làm cho mình ghét. Thí dụ như là người mình thương nè, họ mới trở thành mối bận tâm, họ mới trở thành cái sự ám ảnh, họ mới trở thành cái gánh nặng cho mình. Thường là như vậy. Và đồ đạc cũng vậy, cái gì mà mình không có thích và cái gì mình ghét, thấy vậy đó, nó làm cho mình bực mình, nhưng thật ra nó cũng ám ảnh mình nhiều bằng những thứ mà mình thích. Tôi ví dụ như mình có thích thì mình mới đi mua, mà muốn mua mình có tiền mà mình mới đi cài như con trâu, nhưng mình có tiền để shopping rồi mình làm đủ chuyện hết, nói ra nó phủ phàng, báo đăng trong nước đó, mấy cô sinh viên người mẫu, mấy cô gái trẻ Việt Nam trong nước đó, cái chuyện bán thân đấy họ nó dễ ẹc. Người ta bán thân người ta bán cơm nuôi miệng, nhưng bây giờ không có. Bây giờ cái chuyện nuôi miệng thì nó cũng có, nhưng mà nó nhỏ lắm. Mà chuyện lớn là chỉ cần nó làm đẹp thôi, để cho bằng chị bằng em, chỉ bằng chị bằng em,
có cái túi xách thì giống người ta, có cái đôi giày giống người ta, có cái nón giống người ta, có cái áo quần giống người ta, có cái thỏi son, có cái hộp phấn giống người ta, có thể qua bên với ai cũng được miễn có tiền để mua những cái đồ đó xài thôi. Mà đôi khi đâu hỏi chứ mình có mình có vì những thứ mình ghét mà mình đi làm cái mình đi làm gái như vậy hay không, mình có vì những thứ mình ghét mà mình sống ô nhục đau khổ tủi nhục như vậy hay không? Không có. Mà chính vì những cái mình thích mà mình phải lăn xả vào những cái góc tối tâm của cuộc đời sống vĩ đại xã hội như vậy đó. Nè, phải nói như vậy cho nên ở đây mình thấy đó, cái làm cho mình khổ thường là những thứ mình thương mình thích nhiều. À, mà chính vì vậy đó, Đức Phật mới nói là tham ái là mũi tên là chỗ đó, nó làm cái mãi mình không có gì mình thấy là mình ngon lành rồi, cái đó là niềm vui của mình đã đủ những cái đó, nhưng mà mình nghĩ kỹ rồi đi, chính nó làm cho mình khổ là vì nhiều lý do lắm để thỏa mãn nó. Chuyện cái khổ thứ hai, thỏa mãn được cái này đó, nó sẽ lôi ra cái nhu cầu khác, cứ chạy suốt cuộc đời như vậy thì cái đó không khổ như cậu gì nữa. Rồi cái thứ ba, trong 10 cái mình muốn thì có được bao nhiêu cái mình được thỏa mãn, cho dù mình là tỷ phú đô la đó, tức là tỷ phú mà tính bằng tỷ đô la đó nha, chứ tôi không nói tỷ phú của Việt Nam, tôi tỷ phú Việt Nam mà tôi muốn nhắc nữa vì nhiều lý do. Thứ nhất, 1 tỷ Việt Nam nó chẳng là cái gì hết, nó không có đủ để mà thỏa mãn cái nhu cầu trẻ đó thải của mình đâu nha. Cho nên là phải nói tỷ đô la đó thì nó không có đủ, thì chúng ta biết mà, chúng ta có nhiều thì xài nhiều, có ít thì xài ít. Cái sở thích của người phụ nữ tính ra nó giống như là cái nghiện cờ bạc vậy đó, thì cái là có bao nhiêu thì mình đánh bao nhiêu nha. Cho nên đây là lý do tại sao mà tham ái thì gọi là mũi tên là chỗ đó đó. Nãy giờ tôi nói dài dài là mục đích tôi nói cái đó, mình khổ được vì những cái mình thương mình thích nhiều hơn là những cái mình ghét mình sợ. Rồi xong rồi, cái tiếp theo thế mà tôi gài cái nút này đó thì tôi không có đọc bài được. Rồi rồi cái tiếp theo đó, hãy tôi gài đó, tôi không có đọc bài được, tôi phải rút từ giấy ra, mà rút từ giấy ra để các vị không có nghe. Nghe bởi dục thường quân tập. Cái quân tập ở đây hồi nãy các vị đã nghe rồi, đời sống nó là một sự tích cóp, đời sống nó là một sự tích lũy, đời sống nó là một sự quân tập. Tôi có dịp, tôi từng có dịp thấy những căn phòng, những ngôi nhà mà người người chủ ở đó đó không có muốn liệm bỏ cái gì hết, không có muốn lìa xa cái gì hết, đó là cái hộp bánh tay bằng sắt cũng giữ đó, cái thùng giấy cà tông cũng giữ đó, sợi dây thun cây đinh sét cũng giữ đó, đôi dép cũ đôi giày rách cũng giữ cái đó. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng đó thì cái nhà họ cái gì cũng có mà cái thật sự xài được thì không bao nhiêu hết. Nhưng cái quan trọng đây là gì? Muốn làm được cái chuyện mà tích cóp, cái chuyện mà tích lũy, tích chứa đó đó, thì chỉ đầu tiên là mình phải muốn được cái đó, phải muốn. Và chúng ta biết rồi, đời sống có nhiều thứ tích lũy, làm công đức nó cũng là thứ tích lũy, cất chứa tài sản nó cũng là thứ tích lũy, mà tất cả những cái này nó cũng đã được thực hiện được cái gì từ cái muốn, phải muốn nó có tích lũy. Mà muốn kiểu nào, cái muốn của người có trình độ như thế nào thì tùy thuộc vào cái trình độ của mình, mà chúng ta có cái muốn ra làm sao, và từ chỗ có cái muốn ra làm sao đó, thì cái sự tích lũy, cái sự quân tập nó mới ra làm sao, nó khác nhau.
Có người mất cả đời chỉ để nhắm đến tiền thôi. Có người bỏ ra cả đời để kiếm cái chỗ ngồi, cái vị trí trong xã hội thôi. Có người nỗ lực cả đời chỉ mong được người ta biết đến mình thôi. Đó cũng một thứ tích lũy. Có người cả đời chỉ mong có kiến thức thôi. Rồi trong cái đó có người cả đời họ chỉ mong tìm đến cái hướng sống thôi, một kiểu sống thôi. Học cho nhiều, cuối đời họ chỉ mong được cái cơ hội sống chậm, sống tỉnh thức thôi. Đó cũng một thứ tích lũy. Cái chỗ này mình thấy hiểu mà sâu như vậy, hiểu rộng như vậy đó, thì mình mới thấy cái này nó sâu. Tức là mỗi để sống chủ đạo của mình tích lũy hết, mà cái sự có một cái những cái tích lũy nó mang cái nội dung là buông ra, mang nơi nghĩa là tích lũy đúng, nhưng mà tôi quên để mà cuối cùng tôi buông. Tích lũy cái gì? Tôi tích lũy cỏ khô, lá dừa, củi, tôi cũng gom á, mình gom để đốt bỏ, gom để xài qua mùa đông rồi thì buông. Trong khi đó có người họ gom thùng thao, tô chén, dao kéo, hũ đĩa để mà thu gom, để mà cất giữ, để mà sở hữu lâu bền. Còn có người đó thì họ cũng thu gom chất đĩa nhưng mà để mà liệm bỏ. Thì tôi có dùng cái ví dụ đó. Chẳng hạn như là tôi chỉ dùng ví dụ tôi thôi nha. Ở bên chỗ tôi ở bây giờ đó là nó đang là mùa mưa, bữa là nó nóng thì nó cũng nóng, bữa là nó lạnh thì nó cũng lạnh. Chẳng hạn như đêm nay đây là mưa mịt mù, thì một trong những cái niềm vui lớn của tôi là khi một mình như vậy đó, tôi đốt nến. Cho nên tôi bên nến ở đây nó rất là đắt, cho nên đó là tôi đi tiệm đồ cũ mà tôi gặp những cái nến dở dơ mà bán cà rổ như vậy đó, thì tôi một lần lấy cà rổ nó có nhiêu lấy hết bao nhiêu. Cho nên người không biết là biết đem rồi, có nhiều người tưởng rằng tôi là chắc không nghe ăn đàn cày nha, nhưng mà không phải. Tôi đem về để tôi đốt, mua về để mà đốt. Cũng giống như mấy bà cụ nhà quê của mình ăn là rảnh rảnh ra ngoài vườn róc lá dừa, róc lá gì để mà đốt. Ở đây cũng vậy, tôi mua nến để mà tôi đốt. Cũng giống như cái ông hàng xóm của tôi đó, ông lên rừng ông kiếm cái khô về ông chắc là để mùa đông ông đốt. Có những người tích lũy để mà đốt bỏ. Rồi có những cái thứ mà người ta tích lũy để chi, để người ta làm lấy nó làm của lâu ngày dài hạn nha. Vậy ở đây cũng vậy, thì đời sống này nó được tích lũy để có lòng ham muốn. Và có nhiều kiểu tích lũy khác nhau, thì tôi nói tan nát như vậy đó, mục đích tôi muốn nói rằng quý vị hãy lưu ý coi mình thích cái gì. Bởi vì sao? Là vì chính cái chuyện mình thích cái gì nó dẫn đến chuyện mình quân tập cái gì, mình tích trữ cái gì. Cái chỗ này nó quan trọng lắm. Trong người sống thương nhật hay để ý tự hỏi lòng mình đang sống ra làm sao. Khi mình không biết đạo, mình không có cơ hội để mình sống chậm như vậy. Nhưng khi biết đạo rồi, thỉnh thoảng tự hỏi mình, tự quan sát mình, xem lúc mình đang sống ra làm sao. Mình đang bị cái gì nó dắt dẫn mình đi? Mình đang bị cái sở thích nào? Mình đang bị cái thị hiếu nào nó dắt dẫn mình đi? Và cái gì mà bây giờ mình nặng lòng nhất? Thì cái nặng lòng đó chính là dục đó quý vị. Hãy để ý cái đó quan trọng lắm. Thỉnh thoảng dòm lại, tôi nhắc lại nha, thỉnh thoảng nên nhìn lại. Đó là tôi nói với người mà siêu siêu anh đảm đó. Chứ nếu thật sự là mình là người mà chuyên tu đó, mình là thành giả, là phải trong từng giờ để ý xem bây giờ mình đang sống ra làm sao. Mình đang invest cho cái gì? Mình đang đầu tư cho cái gì? Mình đang nặng lòng cho cái gì nhất? Hãy đi cái đó, mình sẽ thấy thì ra con người mình là như vậy đó. Còn không rồi chứ bạn kinh này phải là đọc để chơi đâu, không phải đâu, phải đọc để chơi đâu. Vật gì áp đảo đời đó chính là cái chết. Cái gì nó bao phủ đời đó là cái già. Và cái gì nó làm khổ đời, đây tôi không dịch là bắn trúng mà như là cái gì làm khổ đời, chính là cái muốn. Đúng, cái làm cho mình khổ phải là cái mình thích, mà cái làm cho mình không phải là cái mà làm cho mình ghét sợ, mà thường là những cái làm cho mình thương thích nha. Và cái thứ tư, cái gì đó là nó làm cho mình có cái khuynh hướng tích lũy, đó chính là cái muốn. Thường suy nghĩ coi mình đang nặng lòng với cái gì, mình sống nặng với cái gì nha. Thì chính cái đó nó cho mình nhận cái gì, mình nhận diện được cái bản mặt của mình thấy ra được cái bản lai diện mục của mình nha. Chỗ đó đó rồi, cho tôi xin bài kinh tiếp theo.